giờ hiện tại bây giờ là Quyên nghiện các cái công nghệ bên mình luôn. Mà Quyên rất là hài lòng là về là bác sĩ nè với đội ngũ nhân viên. Thì lúc nào Quyên lợi cũng được bác sĩ tư vấn tận tình ha. Rồi các bạn nhân viên nó nhiệt tình mà các bạn thấy thân thiện lắm. Mà mai biết công việc của Quyên rất là bận, cứ mấy bạn cứ phải nhắc lịch, cứ gần tới ngày đó là mấy bạn điện thoại nhé, Quyên ơi tới lịch lại làm đẹp nha, là tới cái chứ thôi là Quyên quên mất lịch luôn đó. Đúng rồi, chứ không biết sao nó giống như là mình ăn uống điều trị nó cũng vậy, nên nó cũng phải có cái giờ giấc của nó thì nó mới cái hiệu quả tối ưu. Chứ đang ví dụ như chị Nám mà chị đang có một liệu trình rất là tốt rồi mà mình hoặc là trẻ hóa, đặc biệt là chúng mình có trẻ hóa collagen elastin đang tăng sinh rồi, thì tăng sinh như vậy mà nếu như bị gián đoạn thì cũng ủ. Tại vì cái tiến trình nó cần một cái sự thời gian để nó hoàn thiện tối đa. Chị em thấy hai chị trẻ đẹp quá à. Chị mới làm dịch vụ gì ạ? Chị cho em biết với. Tại vì trong như em cũng đang tìm hiểu này để em làm. Nâng cơ nè, nâng da nè, thấy da bên đẹp không? Căng bóng ra ha. Em thấy da chị trẻ đẹp quá chừng luôn á. Trời ơi, mê dịch vụ ở đây dữ lắm, nguyện luôn á. Cảm ơn chị Quyên. Nói chung là trước kia em cũng tìm hiểu rất là nhiều rồi, nhưng mà giống như là mình chỉ tìm hiểu thôi mà mình không có biết là cái công nghệ đó như thế nào, có đau hay là sao gì đó. Nên em cũng nói chung là cũng lo lắng lắm. Nhưng mà hôm nay thấy chị này ở đây á, chắc chị cũng mới làm xong á. Quyên làm rất là nhiều. Thì mỗi cái vài tháng mấy bạn nhân viên nhắc tới nay là Quyên đợi Quyên thăm khám là Quyên làm dịch vụ. Chị Quyên thì làm cái máy anti-aging. Thì cái gói này là cái tổng hợp để tăng sinh collagen, tăng elastin dưới cái lớp mà hạ bì trung bì của da, đồng thời là làm cho làn da được sáng mướt đó. Thực ra thì có thể là mai nói thì chị cũng sẽ thấy có thông tin, nhưng mà nếu như một người khác với cái gọi là cái kết quả như vậy thì chị sẽ hoàn toàn là được thuyết phục, phải không ạ? Giống như em thì nói chung em cũng phân vân lắm nữa, em sợ đau nữa, nhưng mà hôm nay em thấy chị này trẻ đẹp chứ em cũng lấy được tự tin. Em sẽ quyết tâm chị Quyên, cái này là cái tâm lý chung khi ai tới thăm đi viện, tại vì giờ nó quảng cáo quá nhiều rồi. Hồi lúc đầu Quyên cũng là y chang vậy đó. Cái Quyên làm mà hình như là bây giờ đây là một cái niềm tin mà Quyên gửi hết cái sắc đẹp của Quyên về đây mà Quyên mới được như vậy đó. Thực ra thời này á, bây giờ không phải là ăn cho no mà ăn cho ngon, mặc cho ấm, mặc cho đẹp. Chúng ta phải thể hiện cái điều đó là không chỉ là cái sự tôn trọng của mình đối với người khác mà là còn thành công hơn nữa. Có những nhiều chị cũng chia sẻ là cái gương mặt sáng sủa đó, công việc rất là hanh thông, mọi thứ nó suôn sẻ và ký hợp đồng đào đó là chính xác đó. Cái nền đó là Quyên thấy từ ngày mà Quyên được một cái mặt sáng ha, rồi giống như là mình có một cái tự tin ha, rồi mình bước tới công việc, tại vì Quyên là dân kinh doanh, khi mình bước tới mà mỗi lần người ta nói trời ơi chị sao đẹp á, là lúc đó là cái bao nhiêu cái phấn khởi của mình nó nổi trào lên hết luôn, cái đâm ra mình thấy cái gì nó cũng thuận lợi. Từ vì may ở đây cũng gặp được khách hàng có những chị chia sẻ là trước đây á da dẻ cũng không được đẹp lắm, rồi bị chảy xệ rồi nếp nhăn, các chị cũng hơi mặc cảm, nên bạn bè mời hay là tất cả mọi cái chuyện tiệc tùng mà không dám đi, cứ ở nhà thôi. Nhưng mà sau này khi mà điều trị xong trẻ chung rồi, tự nhiên lại thấy muốn đi ra ngoài, muốn hòa nhập, vì mọi người ra ngoài mọi người khen thì cũng thích, thì đi ra ngoài gặp gỡ hòa nhập rồi cảm ơn em rồi công việc mọi thứ nó cũng hanh thông, bởi vì khi mình đi ra ngoài mình mới gặp được những người bạn, rồi từ đó qua những câu chuyện nảy sinh lên cái ý tưởng cùng kinh doanh, cùng hợp tác với nhau rồi thành công. Thì nó chị bảo là thật sự đã tự, chỉ vì cái nhan sắc mà mình tự mình đóng cửa cái cơ hội của mình. Dạ đó. Đó, giống như em mà lúc trước cũng vậy đó. Mình thấy cái tự nhiên mình xấu, mình không có tự tin để mình bận đồ gì. Cái tối ngày cứ tiệc tùng được, cứ đi lặn lại lẹ đi về, đâm ra mình đâu có cơ hội để mình trao đổi những cái kinh nghiệm công việc đâu. Đúng từ rồi. Ngày mà Quyên được cái mặt như vậy rồi, trời ơi bây giờ cứ thích là đi, thậm chí thích diện đồ đẹp để đi luôn. Mà chưa kể là ai cũng khen nữa, mình đúng vui rồi. Mà cái tinh thần mình phấn chấn chị cái ha. Đó là cái khuyết điểm của phụ nữ mình đó, đó vậy là cái này giống em nè, giống như hả em á, là mỗi lần mà đi gặp khách hàng hay là bạn bè mà rủ đi cà phê á, là mình nhiều khi mình cũng ngại lắm, tại vì mình á trong mặt mình già nó không xấu bạn, nên nhiều khi đi hả không nói thiệt á, nhiều khi nói dữ lắm nha,
hay là bắt buộc quá thì em mới đi thôi, còn nhiều khi rủ là em toàn là né tránh thôi. Nhiều khi bạn lại tưởng mình chảnh muốn chịu gặp bạn bè nữa chứ. Nhưng mà nó không có hiểu cho mình. Tại vì giống như đi ra cái toàn là bạn bè, mấy giống như là bạn bè cùng cùng trang lứa, cùng tuổi với mình hồi đã học chung mà tự nhiên bây giờ đi ra cái mình thấy ủa sao mình già hơn bạn. Cái mình cũng nói chung mình cũng rất là tự ti, mình không có được thoải mái. Mà nhất là tuổi chị em mình, đỡ nhiều người ta nghĩ là biết đâu gia đình không hạnh phúc, biết đâu ông xã có phòng nhì này kia, cái đâm ra tự nhiên mình cũng cảm thấy tự mình á, tự mình làm khó mình gọi là mình huyễn hoặc cái điều đó, là tự nhiên mình làm cái mình bị hoang mang đó chị. Thật ra may cảm thấy mình làm vậy mình có lỗi bản thân mình đó. Đó đó, phụ nữ hiện đại bây giờ là mình tự do kinh tế, tự do ấy, thành ra mình được quyền tự do làm đẹp cho bản thân mình để mình phục vụ cho cái kinh tế của mình, công việc của mình, thì mình sống theo cái phụ nữ hiện đại. Đúng rồi, Vi nghĩ là như vậy đó. Thành ra cái sự cái đẹp không thôi, nó chỉ là mình tưởng đơn giản là như vậy thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cả công việc, cho đến cái thuận lợi trong sự nghiệp của mình và cho cả cái tinh thần của mình hàng ngày nữa. Mỗi một ngày mình xem gương mình thấy mình tươi trẻ rạng ngời thì cái tinh thần cũng phấn chấn, chứ không thôi là mình sẽ cảm thấy là mình hơi bức bối đó chị ha, mình hơi thành ra là thôi chị cứ an tâm. Chị đã thấy chị cứ làm điều trị theo như chị khuyên đi, tại vì mai thấy là cái da của chị lúc đến đây thì cũng hình như là cũng kiểu chắc cỡ như chị khuyên lúc đầu đó phải không? Cỡ đó, cỡ chung đó hết không? Hồi xưa Quyên còn bị nhăn nữa kìa. Nó nhăn cái mặt ha, rồi nó trùng xuống nè. Do cái thức khuya đó, công việc rồi nó áp lực quá nhiều. Lúc đó mình đâu có nghĩ đi làm lo kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ là mới thấy, trời sao mình ngu dữ vậy trời. Vậy đúng rồi, giờ mà em cũng cảm ơn chị nha, giống như hôm nay là em gặp chị là em mới có cái động lực, cái quyết tâm mà lớn. Tại vì mình nhớ là hồi xưa mới có gặp chị Quyên trước đây, nhưng mà bởi vì bây giờ chị Quyên thay đổi, qua nãy mới gặp cô rồi nhận hôm ra bây giờ nhớ rồi, ngồi nói chuyện hồi rồi nhớ thì ra lâu lắm rồi, đúng rồi đó, là lâu lắm, làm bao nhiêu lâu rồi, đúng rồi đúng cái, rồi cái bữa thấy mai lật đật mai đi công việc rồi, nhưng mà lúc công việc nó chuyện mà nói chuyện nói chuyện không nói chuyện nhiều với chị Quyên, nhưng mà cũng rồi. Chào hỏi chị Quyên tí thì bây giờ khi nói chuyện ngồi cái lâu rồi mới nhớ là mới nhớ thời trước đó, nhiều quá, nhiều quá chị Quyên, chị Quyên rồi quá nhiều luôn á. Khi mà nhìn lại mới nhớ ngày xưa chị Quyên cũng vậy, nhưng mà đúng là thật sự là chị Quyên đồng thời thứ nhất là chị Quyên cũng chịu khó theo đúng liệu trình, hiệu quả cũng tốt, và đồng thời đó tinh thần chị Quyên cũng phấn chấn, thành ra tất cả mọi thứ thành combo mà thấy chị Quyên bây giờ là hoàn hảo quá luôn á. Đi mấy tuổi là mình thấy nó thay đổi 60% rồi, là lúc đó bắt đầu là một cái động lực cuồng nhiệt lên luôn. Có nghĩa là mình phải theo để mình giữ được cái đó. Tại vì sao? Mình đã từ cái một người nó nhăn nheo, nó già nua như vậy mà mình được vậy là bắt buộc mình phải theo. Theo để cho mình đẹp. Thành ra bây giờ là cái ngoãn nguyện nhất nên Quyên phải duy trì hoài là như vậy. Chị Quyên ơi, càng làm càng đẹp nha. Đúng chứ rồi. Không phải là vấn đề là giữ, mà nó còn kéo ngược thời gian cho mình trẻ lại nữa đó chị. Thành ra bây giờ cứ đúng tới rồi. Định kỳ với bạn mà nhắc á, là Quyên sắp xếp công việc đi. Đi nhiều đi ít gì vẫn phải đi. Đi chứ làm như bị nghiện. Tôi đến đây relax, thư giãn mà còn đẹp đúng nữa rồi, đúng. Chị, em biết chứ, tại vì em cũng sợ đau lắm. Em cũng biết là cái mình làm vậy đó nó có đau không, mà có lâu không vậy đó? Không có đau, mình làm mình giống như là mình nghỉ dưỡng vậy đó, mình làm thư giãn thôi, là vậy, là tỉnh vậy là nó hết. Thực ra là bên Mai thì cũng có dùng tê nếu mà có những cái dịch vụ nào mà nó gọi là hơi châm chích một tí, nhưng mà thực sự là nói với bản thân Mai á, là Mai vừa được điều trị bởi bác sĩ hay kỹ thuật viên, là Mai vừa chơi cờ tướng cờ vua trên máy tính á, nghĩa là Mai đối với Mai là Mai giống như buổi thư giãn như chị nói vậy đó, như là buổi thư giãn thôi. Em chứ không là em rất là sợ đau nên em phần mãi mà không mày không sợ đâu chị, tại vì đây là những công nghệ cao và không xâm lấn, không gây chảy máu, không gây tổn thương da, không cần nghỉ dưỡng, thì nó rất là an toàn mà không có biến chứng gì hết chị. Chứ nhiều chị khác Mai chưa bao giờ mới điều trị một chị nào mà đang điều trị ở trên giường mà nhảy xuống giường, nó không bao giờ, vì không có cảm, đầu tiên thì cũng hơi lo một chút, thì vì ai nghĩ rằng cứ lên phòng điều trị rồi có thấy có bác sĩ thì cũng hơi tâm lý một chút, đó, tâm lý chung thôi nhưng mà chung điều trị một lần đầu thôi là chị hơi lo, nhưng mà những lần sau là thoải mái. Xong rồi khi mình đi về bình thường, không có gì, làm việc bình thường thôi. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều. Em thấy chị đẹp vậy đó, em mới gọi là em quyết tâm làm được. Em xin phép xem chị Quyên đã đây.
em chào chị. À, cảm ơn chị Quyên nhiều, nhưng mà thôi bây giờ mày phải ngắm ký chị Quyên, bởi vì biết đâu mấy tháng sau, thời gian sau gặp lại không nhận ra chị Quyên nữa. Vì hôm nay quá lạ, quá đẹp, quá trẻ. Cảm ơn chị Quyên nha. Chào chị. À rồi đã. Em nó có gì da mặt của em gì lắm, nhưng nó không có được điều mà biết là nó chảy xệ đúng không? Cái lọt em thấy hai cái rãnh cùi bên này của em nó sâu lắm. Đừng có thấy là cái nếp nhăn ở cái vùng mắt của mình, chân chim của mình cũng rất là nhiều, nhất là những cái vùng mình cử động á, thì thực sự ra mà nói nhìn sơ qua bằng mắt thường với da trong mắt của Mai nhìn thì thấy là da của chị cơ cũng bị chảy này, cũng bị đổ này, rồi đồng thời nữa là collagen elastin mất, chính vì vậy nó làm cái rãnh của mình hơi sâu. Thì bây giờ mình sẽ soi da. Mình soi da tại vì cái công nghệ soi da của Mai cho mình 8 chỉ số lận. Thứ nhất là biết được là cái đốm nâu, rồi nám, nám này là nám do ánh nắng mặt trời hay là nám do nội tiết tố, rồi đồng thời xem được cái phần giãn mao mạch của mình, vì mao mạch của mình mà nó phải khỏe, nếu mà nó có giãn mao mạch thì da của mình dễ bị kích ứng, rồi coi được cái chỉ số nếp nhăn nó như thế nào, nếu mà nếp nhăn sâu thì nó sẽ báo động cho mình cái mức đỏ. Ở đây nó có con số đàng hoàng chị, rất là rõ, từ 0 đến 100 ở cái mức mà âm bao nhiêu đó thì là báo động, còn giả sử như mức 0 là mức trung bình, mà mức dương trên đó là mức chị khá tốt thì nó có cái chỉ số. Để rồi sau khi chị điều trị xong, mình sẽ soi lại một lần nữa thì mình sẽ so sánh hai cái bảng này, chứ mình không chỉ nói bằng gọi là định tính đâu mà có định lượng nữa. Rồi xem trên làn da của chị là nó có những cái lỗ chân lông nó lớn như thế nào, rồi coi được cái porphyrin là coi cái phần mà có vi khuẩn ở trên da hay không. Tại vì nếu như mình có thì khi mà mình trang điểm nên mình dùng cái loại kem mà nó không phù hợp cũng dễ gây nó kích ứng và gây mụn. Thì nói chung là một lát nó sẽ mời chị đi kiểm tra da, sau đó lên điều trị với cái gói mà giống như là chị Quyên đó, là cái giá cả để các em nó cũng em chỉ mong muốn sao được chừng 7-8 lần có cái chuyện này, không sao mà. Chị ơi, chị ngày xưa Mai nhớ, tại vì lúc đầu thì Mai cũng ngờ ngợ chị Quyên, nhưng mà khi mà ngồi một hồi thì Mai nhớ ra ngày xưa da chị Quyên cũng giống như nha chị, lúc mà mới đến đây VB lần đầu đó, nhưng mà sau đó là chị Quyên chịu khó cũng theo cái liệu trình đầy đủ, và bây giờ cái làn da của chị phải nói là rất là đẹp như vậy, nên chị an tâm, không có sợ đâu. Tại vì thực ra khách hàng của Mai điều trị tới bây giờ là không biết là bao nhiêu ca rồi, và không có một khách hàng nào không thành công. Em nghe chị nói vậy thì em cũng nói chung là cho em một cái động lực để làm đẹp rất là lớn. Mà đợt này đang được một cái chương trình khuyến mãi hết sức là tốt, các em đã báo chị chi phí rồi, thành ra mình làm ngay lúc này đi, vừa được chi phí tốt này mà lại được đẹp nữa, để mình chuẩn bị và mình sắp tới mình có những cái chương trình cho cuộc sống của mình, hay là gặp gỡ bạn bè chị cũng cảm thấy thoải mái ha. Em ơi, em mời chị để có thể soi da, đồng thời để chuẩn bị phòng để chị lên điều trị. Mai cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mai chào chị. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi shop giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.